Thưa quý vị, theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, sau khoảng một tuần triển khai thực hiện thu phí tự động không dừng ETC tại tất cả các tuyến cao tốc trên toàn quốc, thì về cơ bản là công tác vận hành hệ thống ETC ổn định, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần phải tháo gỡ. Theo đánh giá, tại tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã thông thoáng hơn rất nhiều so với thời điểm cuối tháng 7 đầu tháng 8. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ vẫn xảy ra khi hàng trăm xe tải ô tô nối đuôi để qua trạm thu phí quốc lộ 51. Tại khu vực phía Bắc, tình hình giao thông tại các trạm thu phí ổn định. So với những ngày đầu triển khai thu phí ETC, số phương tiện chưa dán thẻ hoặc là đã dán thẻ nhưng chưa có tiền trong tài khoản giảm dần, chỉ còn khoảng từ 10 đến 15%. Tuy nhiên, hệ thống vẫn ghi nhận nhiều sự cố trong quá trình giao dịch xe qua trạm. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ duy trì trạng thái tập trung lực lượng ở cấp độ cao nhất trong vòng một tháng trên tinh thần phục vụ tối đa cho người dân.